Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Thảo Nguyễn City Cuộc Sống ở Mỹ. Hôm nay Thảo sẽ đi review người ta tụ tập về những cái người lớn tuổi ở về một khu đó các bạn, để người ta tiện chăm sóc và lo lắng cho những người đó. Thì cái khu này á, nó mới thành lập khoảng chừng 2 hoặc 3 năm nay. Thì dần dần á, người ta sẽ gom những cái người già về hết đó để ở ở trong cái thành phố Torrington mà chỗ Thảo đang sinh sống. Giờ Thảo dẫn các bạn đi tới chỗ đó để xem cái khu người ta xây dựng như thế nào ha. Bây giờ Thảo đang lái xe lên một cái dốc đỉnh đồi cái khu nhà của mấy người lớn tuổi á. Tới rồi, giờ Thảo xuống cái hill này nữa là tới nè. Đó, các bạn xa xa trước mặt các bạn nguyên cái đồi núi kìa. Hang đó, các bạn thấy núi chập trùng luôn không? Ở đây đường đồi núi không à các bạn ơi. Rồi đó, tới rồi nè. Bạn có hiểu là Keystone Play at Newbury Brook. Ha, bây giờ mình vô trong đây. Đó, nguyên một cái khu này là nó mới xây dựng đó các bạn, xa xa trước mặt các bạn nha. Lần đầu tiên Thảo vào trong đây luôn á. Nó xây dựng cũng lớn ghê. Màu kem á, màu cream là màu kem ha, với màu đỏ, hai màu. Nó có một chiếc xe nữa nè để đưa đón mấy cái người đó các bạn, đưa đón mấy cái người mà người ta đi chợ hay gì nè. Senior community là một cộng đồng của người lớn tuổi. Senior là người lớn tuổi, community là cộng đồng các bạn. Là ở đây nó gọi là một cộng đồng của người lớn tuổi đang tập trung về ở một cái nơi này. Về hưu non với về hưu trễ á, ở đây về hưu là 67 tuổi ha các bạn ha. Hưu non là 62 mà hưu chính thức là 67. Là họ tập trung những cái người senior đó về đây để ở sau khi họ về hưu á. Là Thảo nghĩ là 55 chắc tuổi, 55 tuổi là chưa được vào đây đâu, khoảng 60 tuổi á, senior là 60 tuổi á. Hết rồi các bạn ơi, bây giờ Thảo đi ra nha. Là senior là từ 60 tuổi cho đến đến tuổi retire luôn, 70, 75, 80 gì đó là senior, là nhận tuổi già đó. Ở Mỹ này đó các bạn, người ta rất là tôn trọng những cái giúp đỡ những cái người tuổi senior như vậy đó. Thì khi mà người ta lớn tuổi, người ta đã bỏ cái công lao để mà làm việc cho xã hội này hết tới lúc mà họ về hưu đó, thì họ về hưu thì họ được những cái thành phố ở chỗ nơi họ ở á, thì sẽ được giúp đỡ, giống như là họ sẽ đem về một khu nhà về để họ chăm sóc. Nhưng mà họ sẽ lấy cái tiền hưu hàng tháng của các bạn ra đó, là các bạn cũng phải lấy cái tiền đó là bạn trả cho cái chỗ này để người ta chăm sóc cho mình. Thì vì ở Mỹ này á, bạn làm mà hãng mà mấy chục năm á, khi bạn về già đó là bạn sẽ có cái tiền hưu hàng tháng á. Là chẳng hạn như 1.000 đi rồi 1.000, 1.200, 2.500 gì đó, tùy theo cái mức lương của bạn làm thì nó có sẽ cái mức tiền hưu nó sẽ khác nhau. Thì khi mà họ đưa bạn vào trong đây á, thì họ sẽ chích cái tiền đó để mà họ phục vụ nhà ở này kia cho bạn, còn như thiếu đủ gì thì họ sẽ bù thêm cho bạn. Nó là như vậy. Bây giờ Thảo dẫn các bạn đi nè, đi xuống dưới cái dốc này, các bạn thấy nó có nguyên cái dốc không? Ở bên kia là nguyên cái đồi các bạn, ở bên đây là nguyên cái dốc. Đi xuống xong rồi đi lên. Cái con đường này là người ta mới phá rừng ra xong rồi người ta build nhà đó các bạn. Căn nhà nào nó cũng nằm thuốc ở bên trong một cái rừng rất là rộng lớn luôn á. Thảo quay qua bên đây nè các bạn ơi,
Các bạn thấy cái căn nhà chưa? Nó có nguyên một cái phần đất rất là rộng luôn á. Đằng sau căn nhà cũng là rừng, mà đằng trước căn nhà cũng là rừng luôn, với giống như là thung lũng đó các bạn. Đó, mùa hè đó, mấy cái cảnh này nó rất là đẹp luôn á, như nhà cổ tích vậy đó. Đó, có một cái con đường dòng đi vô, bạn thấy chưa, đằng trước mặt cửa có một dòng suối đó, nó mà suối giờ nó cạn, mùa đông nó khô rồi. Rừng không, xung quanh rừng không có một căn nhà thôi. Nhà này là mới build luôn đó các bạn. Cái khu đất này là khu đất rừng không à nè. Bây giờ đằng trước mặt các bạn á, nó có một cái bảng, nó đang bán rừng kìa nè hen. Đó, cái bảng này là người ta đang bán đó. À, bán nguyên cái khu đất này nè, nếu như mà các bạn mua đó thì người ta sẽ xây dựng cho bạn một cái căn nhà theo bạn muốn, là giá tiền bao nhiêu đó thì người ta sẽ mua, người ta sẽ đăng cho ba cất cho bạn đó. Bạn thấy ông nguyên một cái khu đất rất là rộng luôn ha. Đó, người ta sẽ, bạn mua đi, người ta sẽ làm cho căn bạn như bạn ý muốn của bạn, là xây bao nhiêu tiền này kia đó là người ta làm hết luôn á. Cái khu này nè, khu này là khu khá giả các bạn ơi, nhà ở trên đồi núi không à, các bạn thấy không đó. Cái nhà mà nó có một cái con đường đi vô á, cong cong quẹo quẹo và đi tuốt lên trên, có một cái căn nhà ở trên đó các bạn. Trời ơi đẹp ghê luôn vậy đó nè. Đó, thôi đi qua bên đây một chút là các bạn sẽ thấy cái căn nhà nằm trên đó, thấy chưa. Đó, bạn thấy cái căn nhà bằng gạch ở trên không, quá đẹp luôn không. Thảo phóng gần chút cho các bạn xem nha. Đó, xung quanh là đá không nè. Họ khi mà họ làm nhà đó là họ sẽ đào lên đó, thì mấy cái đá đó họ sẽ cất giữ rồi xung quanh, để xung quanh nhà bạn đó, nhìn nó rất là đẹp ha. Một căn nhà với một bãi rừng đó, rừng xung quanh không, chính giữa có căn nhà. Ở Mỹ này nó lại kỳ lạ hơn, ở Việt Nam có cái là các bạn càng giàu á, là các bạn càng ở trong rừng như thế này, chứ không phải là ở ngay thành phố hay là đô thị gì hết trơn á. Mấy người giàu á, người ta không có thích ở chỗ ồn ào đó các bạn nè. Căn nhà phía trước các bạn nè, đẹp chưa, một có một cái con đường đi vô rất là đẹp luôn á nè. Cái căn nhà này làm mấy cái căn này á, là đất rất là rộng mà nhà cũng rất là bự luôn, vì tự người ta build theo cái kiểu mà người ta thích á. Đó, có một cái con đường đi vô, các bạn thấy không, đẹp hen chưa. Nó làm cong cong quẹo quẹo, con đường có đá hai bên là bông hoa cỏ. Trời, cái này mùa hè đó các bạn, nó đẹp ngút ngàn luôn á. Bông không, bây giờ nó chết hết rồi nên các bạn không có thấy. Đó bạn, giờ lên tiếp nữa, cái căn nhà ở trên nè cũng là một bãi rừng kế tiếp nữa nè. Đó, đây là nó, Thảo đang lên dốc, nó giống như nó nằm ở trên một cái đồn núi đó các bạn. Rồi người ta mới khai thác nó ra, người ta xây dựng nhà đó. Cái căn nhà nó nằm ở trong, rồi xung quanh là gừng. Ở đây là sẽ có gấu này các bạn ơi. Gấu chắc nó đi ở đây mỗi tối luôn quá, tại vì có rừng là sẽ có gấu. Đó bạn, rừng không hen. Trời ơi, cái căn nhà bên đây nó cũng đẹp quá trời nè. Bên này, để tao quay qua cái căn này. Đây nữa các bạn ơi, căn nhà nè. Các bạn thấy nó đẹp chưa? Căn nhà nằm trong một cái lùm cây. Đó, xung quanh là cây không. Tới mùa đông á các bạn thấy, chứ mùa hè là nó xanh mát lắm, mát mẻ lắm luôn á. Bây giờ Thảo chạy tiếp tục, chạy lên cái con đường này, nó từ từ ở dưới chân núi nó đi lên trên đồi núi các bạn ơi, đẹp quá. Rừng còn ngút ngàn luôn kìa, hai bên thăm thẳm chiều trôi. Nó từ từ Thảo lên dốc. Đó các bạn, căn nhà tuốt ở bên trong kìa. Đó, có một cái con đường đi vô rất là lý tưởng chưa. Đó, cái con đường đó bạn. Đó, ăn. Ôi nó đẹp, cái căn nhà nó bự chảng luôn á, bên trong á nó đẹp lắm. Lên dốc tiếp, Thảo lên trên tới đỉnh luôn nè. Đó,
ở đây cũng có nhiều cái miếng đất mà người ta đang bán nữa đó. Rồi đó, mấy căn nhà bên trong thì các bạn có hai cái cổng đi vô nè. Hiên, đó. Tút tút ở bên trong đó căn nhà đó các bạn. Mấy căn nhà này mắc tiền lắm các bạn ơi. Càng mắc tiền á là càng nằm ở trong sâu trong xa như thế này nè. Ở Mỹ này ấy, người giàu ở trên núi mà người nghèo thì ở thành phố các bạn. Chứ các bạn mà gặp những cái người quen mà về Việt Nam mà các bạn ở nhà của mấy anh chị ở đâu mà mấy anh chị nào mà nói nhà em ở trên núi á thì mấy người đó rất là giàu nha. Còn mà mấy người nào mà nói là nhà em ở ngay thành phố á là mấy người đó không có giàu đâu. Nó trái ngược hoàn toàn với ở bên Việt Nam các bạn nha. Là nghe ai em ở ngay thành phố á, em đi chợ gần lắm hay là em đi trường học này kia cũng gần lắm. Đó là mấy người đó là dạng mà bình dân thôi chứ không phải là dạng giàu. Còn mấy người nói là em mà ở trên núi á, em ở trên núi đó không có ai hết trơn cho nó đó, nhà thưa không à. Thì mấy người đó là mấy người giàu đó các bạn nha. Nhớ nhớ như vậy đó. Đó các bạn, nhà nè, đẹp chưa? Miếng đất rộng thênh thang luôn. Nhà nào nhà đó cái khung cảnh cũng rất là đẹp. Cây rồi lối đi vô này kia đẹp lắm. Các bạn, những hàng cây cổ thụ rất là to lớn ở trước mặt các bạn nè. Bên cạnh là những cái cánh đồng còn trơ trọi trước mặt các bạn cũng khá là rộng lớn luôn nè các bạn. Có tiếng con quạ nó kêu nữa. Xa xa đằng trước mặt các bạn là một thành phố của Torrington. Những bãi cỏ rất là còn trống, rất là mênh mang luôn ở đây này các bạn. Bạn ơi, cái khu này á là Thảo đang dẫn các bạn đi cái khu chung cư nó gọi là condo đó các bạn. Cái khu này á là người ta đang build ra nữa hay sao nè, mà Thảo thấy nó xe construction nó làm đồ tùm lum tùm la nè. Hình như gì đúng là người ta đang build thêm nè các bạn đó, người ta thêm build thêm mấy cái nhà chung cư đó các bạn ơi. Miếng đất này cũng khá là rộng nha, người ta đang build thêm không nè các bạn. Bạn thấy không, những người builder người ta đang build đó. Nguyên cái khu nhà nè. Ô, khu nhà này rộng dữ á. Này người ta đang build này các bạn, người ta đang build chưa có người ở. Mấy tụi construction nó đang build đó. Đang build nhà mới luôn á. Rồi sẽ cho mấy tụi bán lại cho người ta đó các bạn. Rồi người ta trả tiền hàng tháng, gọi là tiền bảo trì ở bên ngoài cái khu nhà này đó. Đó. Wow, khu nhà này người ta cất bự ghê vậy. Đó các bạn. Này chắc cái miếng rừng này đằng trước này nè, chắc tương lai nó cũng build nữa nè. Nó build khúc nào thì nó thấy nó có cái miếng rừng này hồi xưa cũng bự lắm luôn á. Bây giờ nó còn một khúc này nè, nó chưa làm tới nè. Sao Thảo thấy nó có mấy cái thùng giống như container á, mà nó gọi là Mobi Mini. Thảo không biết cái đó là
là cái gì? Này các bạn, cái khu khu bên đây là nó build mấy năm rồi, có người ở hết rồi. Còn cái build khu ở bên hồi nãy á, là cái khu nó đang bắt đầu build á. Này cái khu bên đây nó đang build luôn nè. Quá trời rộng lớn luôn á các bạn ha. Nó view qua trời căn hộ ở trong đây luôn á. Này chắc mấy trăm căn hộ có à. Bự lắm. Đó, mấy người construction họ đi làm việc kìa. Sau đây nó có một cái nó gọi là mini mobile storage. À, mấy cái này chắc đồ của nó để sửa chữa nhà. Mấy cái thùng đó là đồ dụng cụ để trong sửa chữa nhà. Mỗi một khu thì nó để một cái thùng rác bự vậy nè các bạn. Rồi mỗi nhà đó đi ra đây đổ rác, rồi hàng tháng là mình trả tiền tiền rác nè, tiền dọn vệ sinh bên ngoài, cắt cỏ này kia nè. Thì đó mình tháng mình trả 100 mấy 200 đồng gì đó cho tụi nó dọn dẹp nhà đó. Mình mua những căn nhà trong đây ở đó là mình không cần phải làm gì hết trơn á. Nó dọn cho hết cho mình luôn à. Nó bảo trì nhà này cái rút với nhà mà cái máy nhà đó bạn mà hư á là cái chỗ này nó cũng sẽ sửa lại cho mình luôn, bởi vì mình trả tiền hàng tháng á là nó sửa hết, cho nên cái nhân viên của nó ở đây lúc nào cũng có hết á. Nhà liền kề đó các bạn, gọi là nhà liền kề á, condo đó. Mà condo này là người ta bán cho mình mua luôn đó, giống như khanh ở bên Việt Nam vậy đó. Mình trả phí cho họ thôi, họ có bảo vệ, họ có đầy đủ hết cho mình. Mỗi một chỗ nào Thảo cũng thấy nó có cái thùng rác to hết đó các bạn nè. Trước mặt các bạn cũng có cái thùng rác to nè. Là mọi người đem ra rác ra đó đổ hết. Nhà nào cũng có cái thùng thư, cái hộp thư ở đằng trước nhà nè. Còn khu có cái thùng thư nè. Nè các bạn, đó cái thùng đó là thùng thư đó. Nhà ai thì số nấy thì đi ra đó lấy thư thôi. Nó nguyên dãy này, quá trời nhà luôn. Nó cất liền giống nhau hết luôn á các bạn. Nó cất giống y nhau hết à. Nó làm cùng một màu và cùng một kiểu với nhau hết luôn. Nó có để trò chơi cho con nít ở bên trong nữa kìa, để chơi con em á ra nó chơi nữa kìa. Người ta sẽ cạo tuyết, người ta xúc tuyết cho mình luôn á các bạn. Có tuyết có gì là người ta làm hết à. Sửa chữa đồ. Bên đi còn một khu rừng cho như là nó đang build tiếp tục á. Đang build cái khu rừng nó tiếp á. Nó có xe người ta đang chạy vòng. Người làm việc cũng trong khu này. Hết rồi, bây giờ mình đi ra ha. Thảo xin chào tạm biệt các bạn, mình là Thảo. Các bạn xem video
Nhớ like và đăng ký kênh, chia sẻ để xem tiếp những cái video của Thảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.